Ông Trump nói ông Biden bỏ cuộc, chê phó tổng thống Harris không đủ sức thay thế. Một đoạn video cho thấy cảnh ông Donald Trump mỉa mai năng lực phó tổng thống Kamala Harris. Trong khi suy đoán tổng thống Joe Biden sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2024. Đoạn phim do báo The Daily Beast công bố cho thấy ông Trump đang ở trên sân golf. Tôi đã loại ông già hết hơi đó. Tôi đã loại ông ta ra khỏi cuộc đua. Mọi người biết ông ta bỏ cuộc rồi đúng không? Tôi loại ông ta rồi. Tức là giờ chỉ còn bà Kamala. Tôi nghĩ vậy lại còn tốt hơn. Bà Kamala quá tệ, quá thảm hại. Bà Kamala Harris được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Biden nếu ông kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Điều mà tổng thống và nhóm chiến dịch của ông đã phủ nhận. Bà Harris vẫn ủng hộ tổng thống Biden tiếp tục cuộc đua sau màn tranh luận vấp váp của ông. Bà khẳng định với đài CBS News rằng, ông Joe Biden là ứng cử viên của chúng tôi. Chúng tôi đã đánh bại ông Trump một lần, và sẽ đánh bại ông ta lần nữa. Phát biểu của bà là để đáp lại việc thống đốc bang Texas Lloyd Doggett trở thành thành viên đảng Dân Chủ đầu tiên công khai kêu gọi ông Biden chấm dứt chiến dịch tranh cử năm 2024. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong lễ kỷ niệm mừng ngày Quốc khách Mỹ tại Washington, ngày 4 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Dân biểu Cộng hòa Quốc gia Mỹ, NRCC, cũng đã tung ra một quảng cáo công kích bà Harris trong bối cảnh bà có khả năng sẽ thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên tranh cử của đảng Dân Chủ năm 2024. Có thông tin cho rằng ông Biden đã thảo luận với nhóm thân cận của mình về khả năng chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates đã bác bỏ và nói những tuyên bố trên là hoàn toàn sai sự thật. Trong một tuyên bố bảo vệ bà Harris, nhóm vận động tranh cử của ông Biden tuyên bố, người dân Mỹ đã thấy ông Trump ngày càng thấp kém. Điều tồi tệ là tước đi quyền của phụ nữ, điều tồi tệ là thất cử mà lại khuyến khích đám đông bạo lực tấn công điện Capitol. Điều tồi tệ là tấn công phụ nữ, điều tồi tệ là không nộp thuế, điều tồi tệ là mong chờ nền kinh tế của chúng ta thất bại. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump hôm 3 tháng 7 cũng đã đưa ra một tuyên bố, nhắc đến sự sụp đổ hoàn toàn của đảng Dân Chủ và phi công phụ Kamala Harris. Tuyên bố nói rằng, ông Trump sẽ đánh bại bất kỳ ứng cử viên đảng Dân Chủ nào vào ngày 5 tháng 11 vì ông có thành tích đã được chứng minh và có chương trình nghị sự để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.